Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Hôm nay thứ tư, ngày 11 tháng 4 năm 2018, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính như sau. Thường trực Tỉnh ủy công bố các quyết định thông báo về công tác cán bộ. Quý 1 năm 2018, sản xuất công nghiệp tăng khá. Tuổi trẻ huyện Minh Hóa xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 11 tháng 4, Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức công bố các quyết định, thông báo về công tác cán bộ và ký cam kết quy định về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan đơn vị thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì, với sự tham gia của đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Xuân Vinh, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo một số sở ban ngành và 8 cán bộ được điều động bổ nhiệm. Sau khi đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố các quyết định thông báo về công tác cán bộ đối với 8 đồng chí, thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Hoàng Đăng Quang đã trao quyết định cho 8 cán bộ được điều động bổ nhiệm. Phát biểu nhận nhiệm vụ, đại diện 8 đồng chí cán bộ vừa được điều động bổ nhiệm khẳng định đây là niềm vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm, động lực để tiếp tục phấn đấu rèn luyện. Trên cương vị công tác mới, các đồng chí hứa sẽ tiếp tục phát huy năng lực của mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng các đồng chí cán bộ vừa được điều động bổ nhiệm, đồng thời mong muốn trên cương vị mới, các đồng chí luôn phấn đấu ra sức trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng, phát huy tính tích cực gương mẫu của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu, phấn đấu luôn hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao. Các đồng chí cán bộ được điều động bổ nhiệm cũng đã tiến hành ký cam kết theo quy định 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan đơn vị thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Sau đây là danh sách 8 cán bộ được bổ nhiệm giới thiệu ứng cử. 1. Đồng chí Hà Quốc Phong, chức vụ đơn vị hiện đang công tác, Phó Bí thư Thành ủy Đồng Hới, chức vụ điều động bổ nhiệm, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao. 2. Đồng chí Lê Ngọc Huân, chức vụ đơn vị hiện đang công tác, huyện ủy viên, Chánh văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân huyện Quảng Ninh, chức vụ điều động bổ nhiệm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2016-2021. 3. Đồng chí Đinh Xuân Thông, chức vụ đơn vị hiện đang công tác, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo huyện ủy Minh Hóa, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Minh Hóa, chức vụ điều động bổ nhiệm, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Minh Hóa, nhiệm kỳ 2016-2021. 4. Đồng chí Lê Quang Minh, chức vụ đơn vị hiện đang công tác, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Xây dựng Công trình Giao thông trực thuộc Sở Giao thông Vận tải, chức vụ điều động bổ nhiệm, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh. 5. Đồng chí Nguyễn Thanh Xuân, chức vụ đơn vị hiện đang công tác, Phó Trưởng phòng Xây dựng Cơ bản và Tài nguyên Môi trường thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, chức vụ điều động bổ nhiệm, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh. 6. Đồng chí Lê Văn Tiến, chức vụ đơn vị hiện đang công tác, Phó Chính ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình, chức vụ điều động bổ nhiệm, Chính ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình. 7. Đồng chí Đinh Xuân Hùng, chức vụ đơn vị hiện đang công tác, Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình, chức vụ điều động bổ nhiệm, Phó Chính ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình. 8. Đồng chí Nguyễn Đức Thảo, chức vụ đơn vị hiện đang công tác, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình, chức vụ điều động bổ nhiệm, Phó Chính ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 11 tháng 4, đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã có buổi làm việc với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tình hình triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2018. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã báo cáo tình hình công tác tuyên giáo quý 1 và nhiệm vụ trọng tâm 9 tháng cuối năm 2018. Theo đó, 3 tháng đầu năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chỉ đạo định hướng các địa phương, đơn vị, các cơ quan báo chí trong tỉnh tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng đảng và các hoạt động mừng đảng mừng xuân Mậu Tuất. Ban cũng đã tiếp tục chỉ đạo công tác tuyên truyền việc triển khai thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và học tập chuyên đề năm 2018 về xây dựng phong cách tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tuyên truyền về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.
cũng trong quý 1, Ban tuyên giáo tỉnh ủy đã thành lập và tiến hành tập huấn nghiệp vụ cho tổ phản bác đấu tranh chống thông tin, quan điểm sai trái, các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa của tỉnh. Bên cạnh đó, Ban tuyên giáo cũng đã tổ chức các hội nghị báo cáo viên tỉnh ủy, định hướng thông tin một số tin tức thời sự trong nước và quốc tế. Theo dõi, đôn đốc các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc triển khai kịp thời hoạt động báo cáo viên để đưa thông tin về cơ sở. Về nhiệm vụ 9 tháng cuối năm, ngoài tiếp tục chỉ đạo hướng dẫn thực hiện tốt các nhiệm vụ tuyên giáo, Ban tuyên giáo tỉnh ủy xác định một số nhiệm vụ trọng tâm mang tính đột phá của ban trong năm 2018 là tuyên truyền việc triển khai thực hiện các chương trình dự án trọng điểm của tỉnh, triển khai các giải pháp đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, những thông tin xấu, độc trên mạng xã hội. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Ban tuyên giáo Tỉnh ủy trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền, định hướng dư luận trong thời gian qua, nhấn mạnh đến tầm quan trọng của công tác tuyên giáo trong giai đoạn hiện nay. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị thời gian tới, Ban tuyên giáo Tỉnh ủy cần chủ động hơn trong việc nắm bắt, dự báo tình hình và tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy trong việc chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, tổ chức hoạt động tuyên truyền nhân các sự kiện chính trị lớn của tỉnh như kỷ niệm 30 năm ngày tái lập tỉnh và 70 năm ngày Quảng Bình quật khởi. Ngoài ra, Ban tuyên giáo Tỉnh ủy cần bám sát vào nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương để đổi mới hình thức, nội dung tuyên truyền phù hợp và đạt hiệu quả cao. Triển khai quyết liệt các giải pháp đấu tranh chống âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy trong việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên các cấp, chất lượng nội dung tạp chí sinh hoạt chi bộ. Cũng trong sáng nay, ngày 11 tháng 4, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư về một số nội dung chuẩn bị hội nghị xúc tiến đầu tư vào Quảng Bình năm 2018. Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì buổi làm việc. Hội nghị xúc tiến đầu tư và quảng bá du lịch tỉnh Quảng Bình là diễn đàn thu hút các tổ chức doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước gặp gỡ, đối thoại với chính quyền, doanh nghiệp tỉnh Quảng Bình nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, kinh doanh tại địa bàn tỉnh, đồng thời đưa ra định hướng giải pháp khai thác có hiệu quả tiềm năng thế mạnh của tỉnh Quảng Bình. Dự kiến, hội nghị sẽ diễn ra trong tháng 6 năm 2018, có khoảng 500 đại biểu tham dự, trong đó có các hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài, các tổ chức tài chính quốc tế, các chuyên gia kinh tế, diễn giả Việt Nam, các doanh nghiệp, nhà đầu tư tiềm năng trong và ngoài nước. Để hội nghị xúc tiến đầu tư được tổ chức trang trọng, chuyên nghiệp, an toàn và hiệu quả, tại buổi làm việc, đại diện các sở ban ngành liên quan đã thảo luận sâu về việc thành lập ban chỉ đạo và các tiểu ban phục vụ, công tác thông tin tuyên truyền, rà soát các quỹ đất, danh mục dự án kêu gọi đầu tư để chuẩn bị ký kết, quyết định chủ trương đầu tư, trao giấy chứng nhận đầu tư tại hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2018. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Hoài khẳng định tầm quan trọng của hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Bình năm 2018 trong việc giới thiệu tiềm năng cũng như thu hút đầu tư hợp tác từ các doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước, góp phần phát triển du lịch nói riêng và kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Bình nói chung. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã giao trách nhiệm cụ thể cho các sở ngành liên quan trong việc rà soát lại các công việc và phối hợp triển khai có hiệu quả công tác chuẩn bị tổ chức hội nghị, phần đầu thu hút được nhiều doanh nghiệp và nhà đầu tư lớn đầu tư vào tỉnh. Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã có những chỉ đạo cụ thể đối với công tác thông tin tuyên truyền, công tác hậu cần để hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Bình năm 2018 diễn ra thành công tốt đẹp, tạo ấn tượng cho cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước về quê hương và con người Quảng Bình. Chiều nay ngày 11 tháng 4, đoàn giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh do đồng chí Trương An Ninh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để giám sát về tình hình quản lý sử dụng vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, từ năm 2016 đến nay, việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn trên địa bàn tỉnh đã bám sát, tuân thủ đúng các quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương và đúng tiêu chí, định mức phân bổ. Việc bố trí vốn đảm bảo nguyên tắc đầu tư dự án trọng tâm, trọng điểm, tập trung vốn hoàn thành và đẩy nhanh tiến độ các dự án cấp bách. Các dự án được thực hiện đầu tư phù hợp quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, cấp huyện và quy hoạch ngành đã được phê duyệt. Kế hoạch đầu tư hàng năm được Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua. Quy trình, thủ tục thẩm định, phê duyệt nguồn vốn đảm bảo theo quy định của nhà nước về quản lý và xây dựng. Tình hình thực hiện các dự án triển khai đảm bảo chất lượng với tỷ lệ giải ngân vốn bình quân trong 2 năm 2016-2017 đạt khoảng 82%.
Tuy nhiên, một số khó khăn vướng mắc do việc điều chỉnh giảm vốn đầu tư trong cân đối, việc cắt giảm nguồn vốn chương trình hỗ trợ mục tiêu của chính phủ về quy định tiết kiệm 10%, khó khăn trong công tác giám sát đầu tư, thẩm định dự án đã ảnh hưởng đến quá trình quản lý và sử dụng vốn đầu tư công trung hạn của tỉnh. Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Trương An Ninh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị, để đảm bảo thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định của Luật Đầu tư công, Sở Kế hoạch và Đầu tư cần tiếp tục tham mưu, chỉ đạo hướng dẫn các ngành chức năng, các địa phương ra soát để có kế hoạch điều chỉnh phù hợp mức vốn trung ương và địa phương phân bổ và đảm bảo theo quy định của nhà nước. Đảm bảo nguyên tắc phân bổ nguồn vốn đúng trọng tâm, trọng điểm, tránh gian trải, tiếp tục đánh giá, ra soát việc thực hiện các công trình dự án để điều chỉnh cân đối vốn phù hợp. Đối với vấn đề nợ đọng xây dựng cơ bản, Sở tiếp tục đánh giá đúng tình hình để đôn đốc các ngành, địa phương có hướng xử lý cụ thể. Đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư có những kiến nghị về điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn và hoàn thiện và báo cáo để trình lên Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét. Chiều nay ngày 11 tháng 4, Ban tổ chức giải đua thuyền truyền thống tỉnh Quảng Bình năm 2018 đã tiến hành họp bàn về công tác tổ chức cho giải. Giải đua thuyền truyền thống tỉnh Quảng Bình là hoạt động diễn ra trong tuần văn hóa du lịch Đồng Hới năm 2018 với quy mô tỉnh. Giải sẽ được khai mạc vào lúc 7 giờ ngày 30 tháng 4 năm 2018 tại thành phố Đồng Hới. Dự kiến có 12 thuyền đua, gồm thành phố Đồng Hới 4 thuyền, Lệ Thủy 2 thuyền, Quảng Ninh 2 thuyền, Bố Trạch 1 thuyền, Quảng Trạch 1 thuyền, Tuyên Hóa 1 thuyền và thị xã Ba Đồn 1 thuyền. Giải sẽ thi đấu ở cự ly 2.000m và 3.000m, đường đua đoàn từ cầu Nhật Lệ 2 đến khu vực cầu Nhật Lệ 1. Thuyền thi đấu bằng chất liệu composite theo tiêu chuẩn thi đấu SEA Games. Tại cuộc họp, các thành viên trong ban tổ chức cơ bản thống nhất với kế hoạch tổ chức giải đua thuyền truyền thống tỉnh Quảng Bình năm 2018, đồng thời đóng góp thêm một số ý kiến nhằm đảm bảo an toàn cho các đội đua. Công tác tổ chức phải được chuẩn bị chú đáo, tiết kiệm. Tập trung tuyên truyền về giải đua thuyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân đến xem và cổ vũ. Hôm qua ngày 10 tháng 4, Sở Du lịch đã tổ chức hội nghị giới thiệu luật du lịch 2017 và các văn bản quy định chi tiết cho cán bộ, công chức và các doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh có liên quan đến lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh. Luật du lịch được Quốc hội thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2017 tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 14. Luật gồm 9 chương, 78 điều với nhiều nội dung được chỉnh sửa nhằm nâng cao chất lượng hoạt động du lịch, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi, môi trường cạnh tranh lành mạnh cho các doanh nghiệp du lịch, tăng cường tính chuyên nghiệp của hoạt động hướng dẫn, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách du lịch. Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã được giới thiệu một số nội dung nghị định số 158 của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch. Thông qua hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và ý thức chấp hành pháp luật của các cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực du lịch. Cũng trong ngày hôm qua mùng 10 tháng 4, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức cuộc thi Olympic tài năng tiếng Anh dành cho học sinh phổ thông cấp tỉnh năm học 2017-2018. Được diễn ra từ ngày mùng 10 đến ngày 12 tháng 4, cuộc thi Olympic tài năng tiếng Anh với sự tham gia của 65 thí sinh đại diện cho hơn 155.000 học sinh từ bậc tiểu học đến trung học phổ thông trong toàn tỉnh. Các thí sinh trải qua 3 phần thi gồm nhìn tranh đoán chữ, xem tình huống trả lời câu hỏi và hùng biện. Cuộc thi là dịp để các thí sinh có cơ hội giao lưu, học hỏi, rèn luyện kỹ năng trong quá trình học môn tiếng Anh, góp phần đổi mới hình thức tổ chức, phương pháp dạy học và phát triển năng lực cho học sinh. Chương trình thời sự tối nay sẽ được tiếp nối với một số thông tin đáng quan tâm khác.
Quý 1 năm 2018, sản xuất công nghiệp tăng khá. Tuổi trẻ huyện Minh Hóa xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, ngày 10 tháng 4 năm 2018, sau khi nhận được phản ánh của chính quyền địa phương xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch về việc khu vực nước cảng biển Hòn La xuất hiện nhiều vệt nước màu đỏ. Vào lúc 11 giờ 15 phút ngày 10 tháng 4 năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Quảng Trạch, Ủy ban nhân dân xã Quảng Đông có mặt tại hiện trường để kiểm tra. Theo báo cáo của chính quyền xã Quảng Đông, hiện tượng nước biển có vệt nước màu đỏ xuất hiện từ sáng sớm ngày 10 tháng 4 năm 2018. Tại thời điểm kiểm tra, vệt nước này không kéo dài liên tục mà xuất hiện theo từng khu vực dọc theo kè biển cảng Hòn La với tổng chiều dài khoảng 500m, rộng khoảng 20m. Mẫu nước chứa vật chất nói trên lấy tại thời điểm kiểm tra được Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường phân tích các chỉ tiêu hóa lý. Kết quả phân tích cho thấy hầu hết các chỉ tiêu hóa lý được xác định đều nằm trong giới hạn cho phép của quy chuẩn quốc gia về chất lượng nước biển ven bờ. Riêng chỉ tiêu amoni có vượt giới hạn cho phép. Trong khi mẫu nước biển lấy tại khu vực ngoài phạm vi giải nước màu đỏ cùng thời điểm được phân tích để đối chứng thì không phát hiện được hàm lượng amoni. Theo phản ánh của người dân khu vực thì đây là hiện tượng bình thường hàng năm vẫn diễn ra. Qua xem xét phân tích hình ảnh mẫu vật khi soi dưới kính hiển vi và thông số amoni được xác định nói trên cho thấy hiện tượng nước biển có màu đỏ này trùng hợp với thông tin do Bộ Tài nguyên và Môi trường đã công bố về hiện tượng nước có màu đỏ tại một số khu vực ven biển miền Trung năm 2017. Đồng thời kết luận nguyên nhân là do đã có hiện tượng của tảo nở hoa Nautiluca scintillans. Loài Nautiluca scintillans là loài gặp phổ biến ở ven biển Việt Nam và nhiều nước trên thế giới, thường phát triển mạnh gây đổi màu nước trong giai đoạn giao mùa xuân hè khi gặp môi trường nước phù hợp, giàu dinh dưỡng và dồi dào thức ăn. Hiện tượng tại khu vực biển Hòn La nói trên đã giảm hẳn vào sáng ngày 11 tháng 4 năm 2018. Hiện tại Sở Tài nguyên và Môi trường đang tiếp tục theo dõi và phối hợp với các cơ quan chức năng để tiếp tục nghiên cứu xem xét về hiện tượng nói trên. Hôm qua ngày 10 tháng 4, Hải đội 2 Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đã cứu thành công tàu cá mang số hiệu TH-90513TS cùng 9 thuyền viên của tỉnh Thanh Hóa không may gặp nạn trên vùng biển cách Cửa Danh khoảng 47 hải lý về phía Đông Bắc. Theo đó, vào lúc 6 giờ 30 phút ngày 10 tháng 4, nhận được tin báo tàu cá mang số hiệu TH-90513TS bị hỏng máy, trôi dạt trên bờ biển Quảng Bình. Trên tàu có 9 thuyền viên. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo Hải đội 2 triển khai lực lượng để ứng cứu kịp thời. Đến 10 giờ ngày 10 tháng 4, tàu cá đã được lai dắt vào cảng Danh. Hiện sức khỏe của các thuyền viên đều ổn định. Thành phố Đồng Hới đã tổ chức tọa đàm kỷ niệm 72 năm ngày Bác Hồ viết thư kêu gọi điền chủ nông xa tham gia hợp tác xã nông nghiệp 11 tháng 4 năm 1946, 11 tháng 4 năm 2000. Là ngày Hợp tác xã Việt Nam. Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Phương Xuân hiện có 396 thành viên, hoạt động chủ yếu trên lĩnh vực cung cấp các dịch vụ sản xuất nông nghiệp cho nông dân. Thời gian qua, với sự nỗ lực và đoàn kết của các thành viên, hợp tác xã đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Hợp tác xã luôn tư vấn, hỗ trợ các thành viên để mở rộng sản xuất, chủ trọng liên kết với các doanh nghiệp trong chuỗi sản xuất hàng hóa, qua đó giúp người dân có thêm thu nhập và góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Cũng trong sáng nay ngày 11 tháng 4, công ty xăng dầu Quảng Bình đã tổ chức lễ ra quân đảm bảo an toàn vì lợi ích của người tiêu dùng khi sử dụng sản phẩm ga Petrolimex. Hàng năm, sản lượng ga Petrolimex trên địa bàn tỉnh đạt hơn 1.800 tấn, được nhập khẩu trực tiếp từ nước ngoài và sang chiết đóng bình tại các công ty, đảm bảo chất lượng cũng như hàng sử dụng bình ga các sản phẩm từ khoảng phi kim loại khác tăng 7,6%. Thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung các vùng chuyên canh như ở các địa phương khác. Tuy nhiên, những năm gần đây, nhiều hộ dân trên địa bàn thị trấn Đồng Lê, huyện miền núi Tuyên Hóa đã tận dụng diện tích đất vườn của mình để trồng rau sạch, mang lại hiệu quả kinh tế khá. Trên diện tích gần 2.000 m2 đất vườn, gia đình bà Cẩm đã trồng nhiều loại rau sạch như bỉ đỏ, bầu, rau khoai, rau dền, mùng tơi. Nhằm đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng, gia đình đã sử dụng các loại phân bón hữu cơ để trồng trọt. Trung bình mỗi ngày, vườn rau của gia đình cung ứng ra thị trường khoảng 200 kg, bà Cẩm thu lãi từ 200 đến 300 ngàn đồng mỗi ngày. Còn tại xã Phủ Đình, huyện Bố Trạch, huyện Minh Hóa, trong những năm qua, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong các tầng lớp nhân dân,
góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Các hoạt động tình nguyện đã tập trung vào những nhiệm vụ cụ thể như vệ sinh môi trường, phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai lũ lụt, làm nhà nhân ái, thăm tặng quà các gia đình có công, thanh thiếu nhi nghèo, hiến máu tình nguyện. Các hoạt động tình nguyện trên địa bàn huyện Minh Hóa đã thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia. Các cấp bộ đoàn, hội liên hiệp thanh niên ở Minh Hóa cũng đã huy động các nguồn lực xã hội cùng chung tay thực hiện các chương trình. Trong 5 năm qua, các đoàn viên thanh niên huyện Minh Hóa đã huy động được 20.200 ngày công và trên 2 tỷ đồng tham gia sửa chữa làm mới 215 km đường giao thông nông thôn, xây dựng 41 nhà nhân ái, sửa chữa 50 nhà sinh hoạt cộng đồng, làm mới 33 sân bóng chuyền, đảm nhận 15 km đoạn đường thanh niên tự quản, nạo vét trên 320 km canh mương nội đồng, tham gia giải tỏa hành lang an toàn giao thông, vận động quyên góp và trao tặng hàng ngàn phần quà cho các đối tượng chính sách khó khăn trong xã hội. Phong trào tình nguyện, xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, thì hưởng ứng phong trào này đoàn xã Phật Đồng thì chi đoàn trường đã có những hoạt động thiết thực cụ thể, ví dụ như là chi đoàn đã tổ chức thăm những cái gia đình chính sách, đồng thời trong trường thì trong liên đội có những cái trường hợp mà học sinh có hoàn cảnh khó khăn thì chi đoàn đã phối kết hợp với các tổ chức trong nhà trường có những hoạt động cụ thể, ví dụ là quyên góp tiền để ủng hộ các em, tạo điều kiện để cho các em tới trường. Hiến máu tình nguyện là nghĩa cử cao đẹp mang tính nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần xung kích tình nguyện vì cộng đồng của thế hệ trẻ. Các cấp bộ đoàn huyện Minh Hóa đã tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện đạt kết quả cao. Từ năm 2010 đến nay, tuổi trẻ trong huyện đã hiến hơn 2.000 đơn vị máu. Thắp sáng đường quê, một trong những sáng kiến của tuổi trẻ Quảng Bình nhằm góp phần đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự, tạo diện mạo mới cho nông thôn miền núi, bước đầu đã được thực hiện có hiệu quả trên địa bàn huyện Minh Hóa. Đến nay, toàn huyện Minh Hóa đã có 15 trên 15 xã xây dựng nông thôn mới triển khai mô hình với tổng chiều dài trên 40 km. Trong thời gian tới, thì Ban Thường vụ đoàn tiếp tục chỉ đạo các cơ sở đoàn trong toàn huyện, nhất là khối đoàn cơ quan tiếp tục nhận giúp đỡ các xã trong việc xây dựng nông thôn mới và kêu gọi các nguồn lực ngoài huyện để cùng về đồng hành tổ chức các hoạt động, nhất là hướng tới các xã ở vùng sâu vùng xa. Từ cả phong trào xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng đã góp phần quan trọng trong tập hợp giáo dục nâng cao tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng của tuổi trẻ huyện Minh Hóa, góp phần thiết thực vào việc thực hiện các chính sách xã hội của địa phương và khẳng định vai trò vị trí của tổ chức đoàn trong các tầng lớp thanh niên và cộng đồng xã hội. Ở nước ta, hàng triệu cơ quan, đơn vị và hộ gia đình sử dụng ga. Nếu không có kiến thức an toàn trong sử dụng ga, có thể gây cháy nổ nghiêm trọng. Khi phát hiện có mùi ga, phải báo cho mọi người di chuyển ra nơi an toàn hoặc cùng tham gia xử lý. Tuyệt đối không bật lửa hoặc làm phát sinh nguồn lửa, nguồn nhiệt. Không bật, tắt thiết bị điện. Không sử dụng điện thoại, không đi giày, guốc, có đế kim loại trên nền gạch. Khóa van nguồn cung cấp ga. Mở cửa ra vào, cửa sổ để thông gió khu vực có mùi ga. Báo nhà cung cấp ga hoặc cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy số máy 114. Chương trình thời sự tối nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Bây giờ là những thông tin về dự báo thời tiết và bản tin thể thao.